Xin chào mọi người. Giá Bitcoin vừa rồi đang nằm ở 65.000 400 mấy 500. Về cái tín hiệu mà nó sập đến những con giá như vậy thì đây không phải là một chuyện bỡ ngỡ. Mình đã cân nhắc cho tất cả anh em nghe. Đăng ký với nền tảng Tiền Academy khoảng có một tuần rưỡi trước, thì có những bạn đang hỏi là có nên nhảy vô hay không, hay là cứ đứng bên ngoài để nhìn người khác làm giàu. Và cái câu đó lúc nào nó cũng thể áp dụng, và nó áp dụng được ngay bây giờ luôn, là lúc nào cũng vậy, nó cũng có ba loại người. Bất cứ một cái thời điểm nào nó cũng có ba loại người. Cái loại người đầu tiên á, thì người ta sẽ đứng bên ngoài thôi nghe. Đứng bên ngoài và suy nghĩ để làm giàu. Có những người, và cái đó là loại đầu tiên, đứng bên ngoài suy nghĩ để làm giàu. Cái loại thứ hai là nhòm ngó người khác làm giàu. Và cái loại thứ ba là làm giàu cho chính bản thân bạn. Thì bây giờ cái giai đoạn nó đang tới là làm giàu cho chính bản thân bạn. Và cái cơ hội này á, và cái cơ hội sập này nè, nó không phải lúc nào cũng có hết. Mà lúc mà giá nó hồi lại thì là mình đánh trống thổi kèn cho bạn nhảy vô. Không có đánh trống thổi kèn mà ngay bây giờ là thời gian vàng, bởi vì chuẩn bị tới đây cái cơ hội nó đã hết. Thì thường thường người ta sẽ đợi cái giá nó lên 100.000 đô, 200.000 đô, 500.000 đô thì người ta mới nhảy vô. Và ngay bây giờ vừa rồi là gọi là giá vừa rồi vừa rớt, máu đang nằm ở ngoài thị trường, thì tại sao bạn không nhảy vô? Tại sao bạn nhảy vô, đúng không? Không nghĩa rằng là bạn phải mua vô ngay bây giờ, bởi vì mình đã đá tín hiệu qua cho bạn rồi. Nó sẽ rơi tới cái vùng bao nhiêu trước khi nó bay lên lại. Thì nếu bạn có những cái dữ liệu, những cái data đó, thì bạn mới nhân được cái tài khoản của bạn lên. Nhớ tín hiệu mình cung cấp cho cộng đồng Việt Nam á, không phải ngày 1, ngày 2. Về tín hiệu thì mình cung cấp hơn 14 tháng. Sự chính xác lên tới 90-95%. Mà mình không muốn bạn tin mình, bạn phải bỏ 16 phút ra coi cái video ở trên nền tảng Tiền Academy YouTube, coi nó, bởi vì 14 tháng tín hiệu đã được mở khóa rồi. Coi nó, bỏ một chút thời gian ra xác thực trước khi bạn tham gia cái nền tảng. Cái cơ hội cuối cùng để bạn mua được giá rẻ nó đang nằm trước mắt của bạn. Thì bạn có nhảy vô hay không thì tùy bạn, đúng không? Cũng lúc nào cũng có ba loại á: suy nghĩ làm giàu, nhìn người khác làm giàu, và làm giàu cho chính bản thân bạn. Thì bạn là cái loại nào? Ok, thì sự chọn lựa vẫn là bạn. Ở đây mình chỉ cung cấp data, thông tin, dữ liệu. Ok, và đây trước mắt là cái thời điểm vàng. Và cái thời điểm vàng đó, chuẩn bị tới đây thì nó sẽ rời bỏ cái thị trường này. Có nghĩa là nếu mà bạn bỏ lỡ, đây là cái cơ hội cuối cùng, chấm hết. Ok, hồi sáng mình đã đẩy ra một cái video tín hiệu của BTC. Mình có gọi là cái những cái gì vừa rồi nó xảy ra đó, gọi là vừa rồi mình mới đẩy ra hồi sáng một cái video tín hiệu của BTC, là nhắc nhở lại thôi những cái sự sập vừa rồi đó. Ok, thì mình đã cân nhắc đâu khoảng ít nhất là một tuần rưỡi rồi, chứ không phải là không. Tại sao nó sập như vậy? Nó là cái sóng số mấy? Bây giờ nó sập xuống dưới con giá 66.700, chuyện gì đang xảy ra? ABC là như thế nào? ABC, C sẽ rơi vào cái vùng con giá bao nhiêu trước khi nó bay lên? Và nếu bạn biết, chỉ biết là cái vùng bao nhiêu trước khi nó bay lên, thì bạn có thể mua rẻ, bán cao. Bạn có thể chơi tương lai với cái tín hiệu của bên mình. Bạn có thể chơi spot. Đơn giản là vậy. Nhớ, bên mình đã làm công việc khó cho bạn rồi, một ngày mười mấy tiếng, hơn 4 năm rưỡi trời. Nhưng về tín hiệu, đúng không? Về tín hiệu thì bên mình đã cung cấp cho cộng đồng người Việt Nam hơn 14 tháng. Về chất xám của BTC thì bên mình cung cấp hơn 4 năm rưỡi trời, một ngày mười mấy tiếng. Làm sao xác thực? Lên trên cái nền tảng Tiền Academy YouTube, Tiền Academy YouTube, để xác thực những tín hiệu. Coi cái video 16 phút, đúng không? Coi video 16 phút, bỏ thời gian ra để xác thực, để bạn có thể thắng được cuộc chơi. Vậy thôi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ. Xin chào mọi người.